Vâng, đồ gỗ Tùng Tán kính chào các bác nhá. Vâng, hiện tại là 9 giờ sáng của ngày 20 tháng 11 năm 2021. Vâng, thì em đang có mặt tại xã Thục Luyện đây. Đây thuộc xóm Phố Soi. Vâng, đó là nhà bác Nguyễn Mạnh Cường. Vâng, để bàn giao cho bác một bộ ghế tần thủy hoàng chất liệu gỗ hương đá. Vâng, gồm 6 món. Vâng, bộ này là được chúng tôi làm là theo kích thước là cột 14. Vâng, theo nhu cầu của bác đặt hàng rồi. Cột 14. Vâng, có kích thước như sau. Và chiếc đoạn dài này là nó dài 2m7 các bác nhé. Vâng, sâu là 65 và kèm theo hai chiếc ghế đơn là rộng là 1m1 và sâu cũng 65 đo theo khuôn tranh của nó. Vâng, hoàn toàn tôi làm là cái bàn là có 80 và 1m6 và rất là đẹp các bác nhé. Vâng, được chúng tôi làm là cột liền này. Cột liền hết và chọn vân rất là đẹp. Đó. Và mặt là hoàn toàn là gỗ liền tấm hết các bác nhé, liền tấm hết rồi. Thì được cái đoạn dài này là được chúng tôi chạm là ba chữ là Phúc Lộc Thọ, Phúc Lộc Thọ. Và hai chiếc ghế đơn kia là một được hai chữ Phú Quý, Phú Quý. Còn Huỳnh là chạm là Tứ Quý Tùng Trúc Cúc Ma. Và bàn là được chúng tôi chống đồng ván liền một tấm. Vân rất chi là đẹp và chạm chống đồng. Và thì các bác nào có nhu cầu để sở hữu một bộ ghế tần thủy hoàng chất liệu gỗ hương đá như của nhà bác Nguyễn Mạnh Cường ở khu xóm Phố Soi, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Còn cơ sở em nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên. Đây, như trên hình màn hình quý vị nhìn đây là một mẫu ghế tần thủy hoàng đang hot nhất hiện nay. Và chất liệu là gỗ hương đá và được người thi công trên nền gỗ tự nhiên hết, rất là đẹp. Vâng, thì em xin cảm ơn các bác nhé và các quý cô anh chị nhé đã bớt chút thời gian để theo dõi video clip của đồ gỗ Tùng Tám này nhé. Vâng, em xin chân thành cảm ơn.